À dạ vâng, à, em dư lên một cái lô à, toàn là sơ cô thôi á. À, chỉ có hai chiếc Casio năng lượng 7 kim à, mà em vẫn thường giới thiệu, còn lại là sơ cô hết. Đây, nguyên cái dàn ở trên này là sơ cô hết. À, thì chỉ có đây cặp Casio 7 kim solar à, với rất là nhiều các tính năng, và ở đây em sẽ có màu đen với lại màu xanh. Đây em để đồng giá cho cả nhà mình luôn ở à, 1080. À, thực ra thì những cái mẫu này à, ngày trước giá của nó là khoảng 1,2 hay 1,3 gì đó à, thì bây giờ thì chỉ còn 1,080 thôi mà hai màu lại đồng giá nữa à, anh nào thích màu xanh thì cứ chốt mã xanh nha em, đen thì là đen à, hai con thì đều như nhau, tất cả các tính năng đều ok hết à, lịch vạn niên, chuông đèn, giờ thể thao, giờ thế giới, giờ đếm ngược à, báo thức. À, cả nhà mình về thì mình chỉ có xài thôi à, bởi vì em Dư đã chỉnh à, chuẩn ngày giờ à, lịch cho cả nhà mình hết rồi à, đáy của em nói này à, rất là nhiều các cái thông số à, pin năng lượng, work time, gia băng movement à, lắp ráp tại China à, nếu may mắn thì chúng ta sẽ có các phiên bản lắp ráp tại Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia à, còn gia băng thì không được đâu. À, những cái mẫu này đa số là bản quốc tế à, nếu là bản gia băng thì nó thể thường là dòng Lite A hoặc là những cái dòng à, như là Ocean Nude à. Đây là chế độ giờ thể thao à, kim này là kim 1 phần 10 nè, đây là kim giây nè, và hai anh kim ở hướng 3 giờ nó sẽ là kim giờ và cây kim phút của bộ thể thao, còn bên này à, chế độ đếm ngược thì đây sẽ là cây kim giây. À, và bên đây nó sẽ là kim giờ và cây kim phút của bộ đếm ngược. À, thường thì nó sẽ mặc định là 10 phút. À, có dòng sẽ là 5 phút tùy. Thì con này là 10 phút thì sau khi nó chạy ngược 10 phút thì cây kim này nó về không. Thì khi đó à, nó cũng sẽ dừng cái bộ này. À, và một cái đặc điểm khá là hay ở hai cái dòng này, đó là khi mà chúng ta sử dụng các cái tính năng khác thì bộ đồng hồ chính của nó vẫn đang hoạt động một cách à, đúng giờ. Nó không có bị như anh chàng Citizen thì mình xài cái tính năng nào thì được cái tính năng đó thôi à, còn ở đây thì mình vừa dùng tính năng khác à, ví dụ như là báo thức hay là giờ thế giới thì hai cái kim to này à, của bộ đồng hồ chính nó vẫn đang hoạt động à, đó là cái hay của cái anh chàng Casio. Cho nên á hồi xưa thì em rất là thích bán những cái dòng Citizen à, tại vì mẫu mã nó thiết kế đẹp. À, còn Seiko thì em cũng thích bán, mà Seiko giá nhập rất là cao. À, nhập mấy con đó về em không nhét tay, không có biết là có bán được hay không nên không có dám nhập. Còn Casio thì đúng là ngon, bổ, rẻ, bền, chất. À, pin cũng ngon nữa. Nên là sau này khi mà em bán mấy con Casio này á, em thấy riêng về mình chơi Casio á nha, là rất là tốt trong tầm giá, cũng vô cùng bền à, so với hai cái anh chàng kia. À, thành ra là nếu như mấy em mà mua mấy cái con này á thì mình không có lo bị hớ về giá đâu. À, 7 kim năng lượng, nhiều tính năng à, ở đây là em Dư đã test hết tất cả các tính năng rồi, test pin hết rồi. Em về chỉ có xài thôi, chỉ có 1,080 thôi à, thậm chí là mình mua những cái con mà 7 kim mà em hay bán đó trên 1 triệu hết à, hàng thời trang đó à, mà cái này năng lượng mà cũng có 1,080 thì không có cái lý do gì mà mấy anh em mà phải sợ cả. À, mua bên em nha, nếu mà bị lỗi về pin là em hoàn tiền liền, tại vì những cái con này em đã test hết rồi. À, bên cạnh đó em cũng có pin để thay thế cho những cái dòng năng lượng này luôn. À, thì hai con này pin khỏe, chưa có thay pin, cho nên là mấy cái nhà mình yên tâm. À, riêng pin thì em vẫn cứ bảo hành 6 tháng cho cả nhà mình yên tâm xài nha. À, tiếp theo sẽ là tất cả những cái dòng ở đây đều là Seiko hết. À, đầu tiên là một con đơn giản hai kim à, ba kim hai lịch à, mấy con này ăn gọi là cái gì à, nhỏ mà có vỏ rồi bị lỗi chắc luôn, lỗi điện tử nữa rồi. Con này kích thước của nó sẽ là cỡ 37 nha cả nhà, 37 chưa tính nụ à, và chiều dọc à, tính cả hai càng nó sẽ là cỡ 42 40 43 à, rất là nhỏ gọn à.
Đó. Đó. Thấy cái chất thép này, cái cọc số thép và bộ kim với cái logo bắt sáng rất là tốt. À, đây là em ở trong nhà, em mà ra ngoài sân là nó còn sáng nữa. Dây khói nguyên zin hết toàn bộ và những cái dòng này vô cùng là bền. Mấy anh mà mình thích cái sự đơn giản, thật sự thì 700k Seco. Đấy, một con cơ dòng linh mục, em xin lỗi, dòng Astor, và đây là một cái phiên bản mặt màu xanh với những cái đường băng, một phiên bản rất là hiếm. Và mẫu này nó là Seiko SS, là viết tắt của từ Seiko Actus này cả nhà. Seiko 5 Actus thì là nó viết tắt là hai chữ S. 25 chân kính nha. Cả nhà mình lưu ý 25 chân kính là rất là nhiều. Bởi vì cái dòng mà linh mục á thì nó chỉ có 23 chân kính. Những cái dòng thường nó sẽ là 21, em thấy 21 khá là nhiều. Còn không thì là 17 chân kính. Nhưng mà con này á là 25 chân kính cho cái dòng Seiko Actus. Đấy nè. Tất cả những cái dòng ngày xưa thì đều là hàng nội địa gia băng hết. Và đặc biệt những cái con này nó có những cái bộ cọc số nhìn rất là phê. Các cái mạng thép mấy chục năm trước mà sản xuất ra những cái mẫu đồng hồ có thể nói rằng là vô cùng là gọi là đi trước thời đại luôn á. Tại vì đến bây giờ mà chúng ta vẫn thấy đẹp. Đến bây giờ mà bộ máy của nó vẫn hoạt động rất là hoàn hảo. Và cả nhà nhìn cái sớ zin trên cái viền này, cái vỏ này. Vẫn còn zin luôn. Săn hàng rất là đẹp cho cả nhà mình chơi. Và hơn nữa đây là một cái bảng màu cũng khá là hiếm. Hai ô cửa lịch. Nếu mà mình ấn nhẹ thì nó sẽ nhảy nhẹ ngay. Còn ấn mạnh là nó sẽ nhảy nhảy thứ. Ok nha. Như vậy là các tính năng đều ok hết. Kích thước của con này nó là 36 cả nhà. Chiều dọc luôn á thì sẽ là cỡ 40.5. Con này sẽ dành cho mấy anh tay vừa và nhỏ, và điều đó là chắc chắn rồi. Bởi vì những cái phiên bản ngày xưa thì không có size to đâu. Đây, dây khó nguyên zin hết toàn bộ nha. 1650, mẹ 65. Đây, hôm nay là toàn bộ là Seiko hết. Tiếp theo sẽ là một con Bilus. Đây là một cái thương hiệu của Nhật. Tên của nó khá độc, rất là khó đọc. Nó khó đọc là do nó lấy cái tên nó hơi cách điệu ấy nha. Đây nè. Yves Bertalin, dòng là Bilus Chronograph. Và những cái bên Seiko nó cũng có một cái mẫu y chang như vậy luôn. Chỉ là thương hiệu Seiko thôi. Thì các cái hãng thứ ba thì nó sẽ thường sao chép lại cái thiết kế của các cái hãng lớn, mặc dù nó vẫn đảm bảo về chất lượng về bộ máy á, thì nó sẽ mua ở các cái hãng lớn, nó chỉ khác về cái tên thương hiệu thôi. Đây, dây là dây thép đúc nè, tính năng nè, ba cốt 6 kim 1 lịch có dạ quang niềng xoay thép đúc, nguyên zin hết toàn bộ. Và con này là vẫn còn siêu để bảo vệ dây, siêu đáy khó hai lớp. Rất là đẹp. Con này thì mình mua hàng mới, giá hàng si cả nha, 900k nha. Size của con này nó sẽ là 39.5 và chiều dọc tính cả hai kè nó sẽ là cỡ 47. Đó. Rất là dễ đeo. Mấy anh mà tay ví dụ như là cỡ 16.5 nè, 16 nè, mang mấy cái con này rất là phù hợp. Nè. Mới không tì vết luôn nha. Viền nè.
viền còn nguyên, không hề bị mờ chữ hay là bị chày hết trơn. Tại vì em bán hàng si mà em biết, hàng mà nó bị xấu các cái viền này là nhìn rất là khó chịu, phai màu phai chữ. Mấy cái viền này nè, nếu mà nó bị phai màu mình đâu có làm gì được đâu. Mình không có cái chuyện mà lấy sơn đồ sơn lên đâu nha. Đồ của hãng á, cái màu của hãng nó khác với những cái màu mà mình mua màu ở ngoài thị trường. Thì may mắn là ví dụ như là màu đen á, thì nhiều khi nó trùng, nhưng mà các cái màu khác thì quên đi cả nhà. Và những cái thiết kế như vậy nè, cái viền của nó rất là nhiều chữ, làm sao mà mình có thể vẽ lại được, nhìn vô là nó nhem nhem nhở nhở liền. Con này thì rất là mới. Đấy, các tính năng đều hoạt động tốt nha, 900k thôi. Tiếp tục sẽ là một em Rus Anba Seco, một cái phiên bản là 5 cốt 7 kim, có báo thức, có lịch và là dây thép đúc, kim Chrono trôi luôn nè. Đây là dòng mẻ máy Seco 7 Seco Y182 gì đây nè. Ồ, nhìn cái đáy mới kiên luôn cả nhà ơi. Rồi, bộ dây thép đúc của nó nè, thiết kế khá là ngầu. Ba cái mắt đầu tiên của nó hơi cách điệu một chút. Bốn giờ 12 phút. Lịch nhanh lịch 24 tiếng ok hết nha cả nhà. Chrono nè, báo thức nè. Chuông reo rồi, ngon lành cành đào. Form của nó cũng sẽ khá là gọn gàng, ôm tay. 37.5 luôn cả nhà ơi, và chiều dọc tính cả hai càng sẽ là cỡ 41-42. Như vậy là hai con này nè, hai con này có thể nói là lên tay như nhau, nhưng mà chiếc này là Seco. Anh em nào mình thích đơn giản thì mình lấy chiếc này, còn anh em nào mình thích nhiều kim thì lấy chiếc này. Đây lại là một con AK anh ba nhà Seco cả nhà ơi. Con này là phiên bản made in Japan luôn nè, để chưa. Rất là mới, cái đáy của nó nè, còn nguyên các cái đường sớ luôn. Rất là đẹp, form vuông. Ba kim một lịch, và cái nó có cái đây nè, một cái ở trên mặt kính, nó dính trên mặt kính luôn. Nó thiết kế kiểu kim dây bít lỗ đó, khá là hay. Form này thì mang ôm tay vô cùng. Kích thước con này nó sẽ là 30 xoay ngang nha, và chiều dọc tính cả hai càng nó sẽ là cỡ 45-46 đó cả nhà. Đấy, cái phần đầu ở trên nó có vẻ to hơn ở dưới nè, thiết kế nó giống như là một cái mui xe hơi. Và con này kích thước của nó khi mà lên tay thì nó sẽ tựa tựa cái chiếc này, bởi vì size dọc cả hai chiếc này là tương tự nhau, 46-47, rất là dễ đeo. Tiếp theo vẫn là một chiếc đến từ nhà Seco Juarez, và cái thương hiệu này thì trong thị trường hàng si anh em cũng gặp khá là nhiều. Bộ kim và cọc số có dạ quang, bên cạnh đó thì mặt của nó sẽ là mặt màu đỏ mận, hay còn gọi là màu đỏ rượu vang cũng được. Lịch nhanh ok rồi nè. Kim Chrono trôi, rất là mượt. Lịch 24 tiếng cũng ok luôn nha cả nhà. Như vậy là Chrono Craft, lịch nhanh, lịch 24 tiếng, thiếp đúc, màu đỏ rượu vang, thương hiệu nhánh nhà Seco, sử dụng máy nhà Seco. Chỉ có 1.380.000 thôi. 1350 cả nhà.
Đây. Dây khó nguyên zin hết toàn bộ nha. Mẫu này thì cả nhà mình tay sẽ khoảng là 17 là mang là đẹp nhất. Bởi vì size ngang của nó sẽ là 43 và chiều dọc tính cả hai càng nó sẽ là 50. Đó. Con này phê lắm. Ok. Con này lên tay đẹp thôi rồi. À, chưa tới 1,5 triệu luôn. Có một em sơ cô kim trôi màu rất là đẹp, màu này mới hiếm gặp nè nha, chứ còn mà màu đen màu trắng á, thì gặp quá nhiều rồi đó. Như vậy là chỉ còn con sơ cô nữ này thôi đây. À, một chiếc sơ cô nữ cọc số học trò, cách điệu nhìn rất là hay. Và thay vì mình dùng những cái chiếc Dalian Wellington, một cái thương hiệu của Thụy Điển, đơn giản dành cho mấy chị đó. Mấy chị là thích cái dòng Dalian Wellington đó, cũng có nhiều anh thích, nhưng mà mình mua thêm mấy chiếc này để mình mang thay đổi. Đây là một cái bản cọc số học trò gần như là siêu hiếm rồi. Em bán rất là nhiều chiếc rồi, lần đầu tiên em gặp cái kiểu này luôn. Nhìn nó rất là không đụng hàng. Bởi vì ở đây nè, ở phía sau cái cọc số 2 4 nè, nó có ghi nè 10 20 30 đó nè, thấy không? Nó rất là chi tiết. Với những cái số chẵn như vậy để cho chúng ta có thể đọc thời gian một cách chính xác nhất. Ở đây thì em Dư đã lên cho mình một cái sợi dây giống như là dây bọc Barry, bởi vì con này dây da mà nó đã bị hư rồi. Hàng nội địa da băng luôn nè. Cái này là mấy anh mua tặng cho mấy chị cũng rất là ok nha. Form đồ rất là dễ đeo, ôm tay, càng đùi ếch, size 28 thôi. Chiều dọc hai càng của nó sẽ là 34, 35. Những cái dòng đồng hồ mà nó dùng cái càng đùi ếch như vậy nè, ôm tay lắm luôn nè. Hôm nay em Dư lên cho cả nhà mình cái mẫu như vậy. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ.